thiền viện viên không, nơi các nhà sư tu hành, rất là đẹp. Mời các nhà sư tu hành. Thiền viện viên không vào 200 m. Con đường vô thiền viện viên không này đúng là một con đường khắc thực luôn quý vị. Trời mưa, hơi mưa chút xíu nhưng mà em lấy máy ra em quay luôn. Thì cái máy này nó không có chống được nước. Con đường vô thì đúng là đẹp luôn. Mỗi buổi sáng ngủ thức dậy mà đi thiền hành đây là quá đẹp luôn. Quay đường vô chùa. Đường vô chùa, trong đó đông không? Một con đường rừng đi vô chùa thì thực sự rất là đẹp luôn. Xe mình đậu đó đó. Đi với một chiếc xe máy. Dễ mà, xe máy đi khắp nơi quay thôi. Giờ mình leo lên xe mình chạy vô luôn cho quý vị xem. Đường vô chùa rất là đẹp các bạn. Hai bên cảnh rất đẹp. Cảnh vật ở núi thì đẹp vô biên rồi quý vị. Thế mà nhà sư mà đi khất thực thì là Phật giáo Nam truyền nên các nhà sư thường đi khất thực quý vị. Xem có rung thì cũng đừng có rất, tại vì cái con đường này nó cũng dằn nhưng mà cũng dễ chạy. Một con đường vô rất là tuyệt vời. Đúng là con đường đẹp thiệt. Thiền viện viên không. Nơi mà các nhà sư tu hành đang cư ngụ của hòa thượng, của trưởng lão sư ông Hộ Pháp. Đường vô chùa rất là đẹp. Cảnh ở thiền viện viên không rất là yên tĩnh và tĩnh lặng.
mình sẽ không nói gì hết khi vào một cái nơi yên tĩnh như vậy, để cho quý vị tự cảm nhận. Dạ bạch sư, dạ bạch sư cho con hỏi nghe sư, dạ bạch sư, sư cho con hỏi nghe sư, con có thể đi lên trên đó được không vậy sư?
Đây là một nơi yên tĩnh và thanh tịnh nên tất cả quý vị tự cảm nhận nhé. Một nơi mà chỉ có tiếng lá rơi và tiếng chim hót. Xin chào tất cả mọi người. Thì từ nãy giờ mọi người cũng đã xem, đây là thiền viện Viên Không Tăng ở núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì từ nãy giờ mình đi quay đi lên đó, mình chỉ ngoài câu nói hỏi sư thôi, chứ mình không có dám nói lên bất cứ một câu nói nào hoặc điều nào. Vì lý do đơn giản, đây là nơi tịnh tu của các nhà sư, nhà sư Nguyên Thủy, nghĩa là bình thường thì đi họ, các nhà sư thường đi khất thực hoặc là Phật tử đến cúng dường tại trú xứ. Nên giờ này cũng là, có thể là giờ tu tập của các vị sư.
nên mình chỉ đi tham quan rồi mình quay ghi hình lại cái không gian vắng lặng của từng nơi, nên mình không có nói cái gì hết. Quý vị tự cảm nhận, cái đó là một cái điều mà tối thiểu mình làm được. Tại vì mình biết ở trên đó có rất là nhiều cốc am cho tất cả các nhà sư đang tu hành trên đó, nên mình không có dám đi lên quá sâu hoặc gây tiếng động hoặc nói chuyện ồn ào.